Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 15 tháng 4. Ở à, thứ sáu tuần vừa rồi thì mọi người thấy rằng là định hướng về một đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục đi lên đã rất là đúng đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng đồng đô la Mỹ gần như là tăng nguyên cả ngày và không có cái sự điều chỉnh đâu cả. Thì về cơ bản các cái cặp tiền tệ chính cũng chạy theo sát như kịch bản mà chúng ta mong chờ đó là tiếp tục suy yếu hơn so với đồng đô la Mỹ theo sau những cái dữ liệu kinh tế rất là mạnh của Hoa Kỳ, à, đó là dữ liệu về việc làm, dữ liệu về lạm phát đúng không ạ? Cuối tuần vừa qua thì mọi người có thể nhận thấy rằng là có một cái thông tin cảm tưởng chừng như là rất là quan trọng và sẽ tác động lớn lên thị trường vào sáng ngày thứ hai nhưng mà có vẻ như là sáng ngày hôm nay mình vừa mới khảo sát thị trường thì không như vậy. Đó là cái tin tức về liên quan đến cái cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Theo đó thì chúng ta biết rằng là Iran theo như cái hãng uh, tin AP nữa, họ đưa tin đó, thì Israel nói rằng là Iran đã phóng đến hơn 300 cái tên lửa cùng với máy bay không người lái sang phía Iran Nhưng tuy nhiên thì 99% trong cái số đó đã bị đánh chặn thành công và tuyên bố từ nhà trắng thì cũng có vẻ như tình hình có thể có thể sẽ leo thang khi mà tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng là cái sự bảo vệ cái hỗ trợ của về an ninh đối với Israel của Mỹ là uh, tái khẳng định nó là sắt đá đúng không ạ? Thì chúng ta tưởng chừng như những cái thông tin như thế này sẽ hết sức là gây ra biến động lớn trên thị trường sáng ngày hôm nay. Và trước đó thì tiền số cũng đã phản ứng theo chiều hướng rất là tiêu cực. Chúng ta nhận thấy khi tin tức được công bố, Bitcoin bị bán rất là mạnh Thế nhưng sáng ngày hôm nay thì gần như thị trường có vẻ như đã bình tâm trở lại Và các cái thị trường thì không phản ứng nhiều Khi mà tiền số có sự phục hồi Hay là thị, ngay cả thị trường vàng Một số những cái forum hay diễn đàn hay các cái trang tin đã dự đoán rằng sáng ngày thứ hai ngày hôm nay Vàng sẽ tạo một khoảng trống giá tăng giá rất là lớn Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng ngay cả trên một cái time frame 15 phút Chúng ta nhận thấy khoảng trống tăng giá cũng rất là nhỏ đúng ạ từ cái mức đóng cửa của phiên ngày thứ sáu là hai nghìn ba trăm bốn mươi ba đúng ạ thì mở cửa tạo ra cái gáp khoảng trống chỉ lên đến 2 353 tại vì chúng ta biết rằng vàng thời điểm gần đây á biến động rất là lớn và một cái gap nhỏ như thế này ấy không phải là một cái biến động lớn vào cái sáng ngày thứ hai với một cái tin tức về địa chính trị như vậy. Cho nên là nếu như nhìn vào thị diễn biến của thị trường vàng hay một thị trường liên quan gần nhất đó chính là thị trường dầu khi mà cái vấn đề về Trung Đông uh, có cái uh, vấn đề xảy ra chúng ta nhận thấy dầu sáng ngày hôm nay gần như là cũng không có cái sự biến động nào lớn đáng kể cả cho thấy rằng đó là gì ạ tác động của cái sự kiện đó lên thị trường có vẻ như không lớn như là chúng ta đã nghĩ, đúng không ạ? Và thị trường thì đang quan tâm nhiều hơn, tập trung nhiều hơn vào các cái đường lối chính sách của các cái ngân hàng trung ương hơn là cái sự kiện tại Trung Đông vừa mới diễn ra. Thành ra mà nói thì mình tiếp tục bảo lưu cái kịch bản đó là một đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn so với lại các cái đồng tiền tệ khác trong cái bối cảnh dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ rất là mạnh và việc Fed có thể sẽ trì hoãn hay là sẽ giảm bớt cái cường độ thắt, giảm bớt cái cường độ gọi là cắt giảm lãi suất trong cái năm 2024 này từ 3 lần xuống chỉ còn một lần từ cái tổng điểm 75% dự kiến cắt giảm trong cái kỳ họp của cái tháng 3 xuống có thể chỉ còn có một lần vào cái tháng 12 năm 2024 này mà thôi. Trong bối cảnh đó thì đồng đô la Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục vẫn đi lên rất là mạnh mẽ và nhiều khả năng trên cái biểu đồ daily nó có thể sẽ hướng đến cái khu vực đỉnh cũ là 107 như là chúng ta đã từng đề cập đến trong các bản tin cập nhật à, trước đây đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy biểu đồ có cái sự phá vỡ rất là dứt khoát khỏi cái vùng kháng cự 105 và tiếp tục hướng về cái vùng 107 một cách chúng ta thấy ra là rất là rõ ràng đúng không? Các cái biểu đồ về lợi tức trái phiếu có vẻ như cũng khẳng định cái câu chuyện đó. Chúng ta nhận thấy vào cái ngày thứ sáu á thì mặc dù rằng là điều chỉnh thế nhưng cấu trúc tổng thể của biểu đồ lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm á thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì nhỉ? Vẫn là một cái cấu trúc giá đó, hoàn toàn là đi lên mà thôi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng là các cái đỉnh đáy ngày càng thấp dần đúng không ạ? Ngày càng thấp dần. Và nhiều khả năng ấy là lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm này có thể sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa, chinh phục những cái ờ, xin lỗi nha, đây là biểu đồ dầu mình cứ lấy nhầm. Chúng ta nhận thấy rằng là uh, rõ ràng rằng là có cái sự phá vỡ rất là rõ ràng trên cái biểu đồ của lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm đúng không ạ? Sau khi break out được khu vực 430 thì dường như là có thể sẽ còn tiếp cận đi lên những cái mốc cao hơn, khả năng quay trở lại đỉnh cũ 5 cũng là không phải là khó không khả thi đúng không ạ hay là lợi tức trái phiếu kiện 2 năm cũng như vậy chúng ta nhận thấy là cái sự phá vỡ nó đã diễn ra đúng không phá vỡ vùng 4.7 và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục chinh phục những mức cao hơn quay trở lại đỉnh cũ 5.2 đúng không nếu như thế thì rõ ràng rằng là đồng đô đồ la mỹ một cái đồng đô đồ la mỹ hướng lên cái vùng đỉnh cũ 107 là hoàn toàn khả thi trong những cái thời gian tới đây trong bối cảnh đó thì các cái cặp tiền tệ chính có thể sẽ chịu nhiều cái áp lực đi xuống trên màn hình đó là biểu đồ của cặp tiền euro usd vào ngày thứ sáu thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ có một cái sự phá vỡ rất là dứt khoát khỏi cái khu vực hỗ trợ 1.07 đúng không 1.07 và với biểu đồ này thì chúng ta sẽ tìm kiếm các cái cơ hội tiếp tục bán xuống đối với lại euro usd hướng về cái khu vực đáy cụ là 1.05 phía bên dưới này tức là đâu có từ cái mức giá retest này đến cái target mà chúng ta mong chờ còn tầm khoảng chừng 200 pip nữa một cái target cũng rất là Uh, hấp dẫn đúng không ạ? Cho cái kịch bản chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên cái cơ hội bán xuống nha. GBPUSD cũng tương tự như vậy, chúng ta nhận thấy rằng là cái khu vực hỗ trợ mà chúng ta đã vẽ vào cái ngày thứ sáu á đều bị phá vỡ đúng không ạ? Đã bị phá vỡ và nhiều khả năng là sẽ tiếp tục hướng xuống những cái mức thấp hơn. Giờ là lúc chúng ta tìm kiếm cái retest đúng không ạ? Retest để tiếp tục bán xuống cái vùng đáy hỗ trợ của đồ Daily là 1.21 từ cái vùng này từ cái vùng retest này là 1.2550 đến 1.21 là chúng ta có đâu đó khoảng chừng 450 pip Một cái target rất là hấp dẫn đối với lại đồng bảng đúng không ạ Cho nên là chúng ta có thể ride trend được Giờ là lúc chúng ta kẻ cái đường trendline này đúng không ạ Tìm kiếm các cái cơ hội bán xuống nếu như giá retest hay là pullback test trở lại cái đường trendline này nha ừ, USD gpn thì sao chúng ta nhận thấy rằng là uh, Cho đến thời điểm hiện tại thì Yên Nhật đã tiếp tục rớt giá và phá vỡ qua cái khu vực rất là nhạy cảm là 152 nơi mà ngân hàng trung ương Nhật Bản hay là Bộ Tài chính Nhật Bản có rất là nhiều cái tuyên bố về cái việc sẽ can thiệp tỷ giá nhưng mà tất nhiên cho thấy rằng là cho đến thời điểm hiện tại tất cả đó vẫn chỉ là lời nói chưa có một cái hành động cụ thể nào đến từ phía Nhật Bản đúng không ạ nhưng mà tuy nhiên thì theo như đánh giá cá nhân của mình, cái rủi ro về cái việc Nhật Bản có thể sẽ có can thiệp tỷ giá vẫn xuất hiện khi mà giá đang ở mức cao gần như cao nhất trong vòng hơn 40 năm qua, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy cái điều này trên một cái biểu đồ Manti đúng không ạ? Một cái mức giá rất là cao tính từ những cái năm 98 cho đến cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Cho nên mà nói thì mức giá này là một cái mức giá mà chúng ta hết sức là thận trọng khi mà có thể phải đối mặt với cái rủi ro can thiệp tỷ giá vào bất cứ lúc nào. Cho nên cái hành động mua lên ý có thể được xem xét nhưng cũng chỉ là những cái động thái Linh mà thôi tức là gì ạ chúng ta nên ưu tiên vào ra thoát lệnh trong ngày thay vì cái việc là nắm giữ vị thế dài hạn tại vì cái việc đó rất là rủi ro đối mặt với lại cái uh, rủi ro đối mặt với lại cái việc can thiệp tỷ giá nhưng mà thay vì nắm giữ usd gpn hưởng tranh lệch lãi suất chúng ta có thể hướng đến một cái cặp tiền thay thế đó là usd CHF có thể sẽ có những cái động thái tăng giá tương ứng thậm chí là tăng giá mạnh hơn rất là nhiều trong bối cảnh ngân hàng trung ương thụy sĩ snb á, thì uh, có những cái tuyên bố về cái việc có thể sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa đúng không ạ và chênh lệch lãi suất của đồng franc thụy sĩ với đồng đô la mỹ cũng khá là lớn tất nhiên không lớn như được cặp tiền uzi nhưng mà cũng rất là lớn đủ hấp dẫn cái trò gọi là cái xu hướng kinh doanh trên lệch lãi suất và thứ sáu thì chúng ta đề cập đến cái kịch bản mua lên tại cái khu vực là không chấm chín mươi tám mươi không chín thì cái mức stop loss mà chúng ta đã đề cập đến đây rất là thành công đúng không ạ chúng ta nhận thấy giá tiếp tục tăng và theo đánh giá cá nhân của mình thì có thể sẽ phá vỡ luôn ở khu vực 0.91 này để hướng đến một cái đỉnh cao mới là vùng 0.92 đúng không ạ vùng 0.92 bên, bên trên này chúng ta có thể sẽ ưu tiên cơ hội mua vào USD thay vì mua vào Ờ, cái USD gpn nếu như mà xác định là nắm giữ lâu dài lệnh chung và dài hạn đây nha chúng ta nhận thấy là cái thông tin về cái uh, cuộc tấn công của Iran vào Israel vào cái ngày uh, cuối tuần á, đã không có gây ảnh hưởng đến cái đồng franc Thụy Sĩ chúng ta nhận thấy franc Thụy Sĩ sáng ngày hôm nay á, có tạo một cái khoảng trống tăng giá nhưng cho đến cái thời điểm hiện tại thì đã gần như là hết sạch rồi đúng không ạ chúng ta thấy cover hết luôn cho thấy rằng là gì ạ thị trường không đánh giá cao cái sự kiện này như là chúng ta đã từng nghĩ USD CAD cùng với hai đồng tiền hàng hóa là AUD và đô la New Zealand sẽ tiếp tục chịu cái áp lực bán xuống trong những ngày từ đây khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh trở lại. Ở đây thì mọi người nhận thấy rằng là đô la New Zealand đã có dấu hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ 0.5940 đúng không ạ? Đô la Úc cũng tương tự như thế chúng ta nhận thấy đã có những cái dấu hiệu phá vỡ khỏi cái khu vực hỗ trợ 0. 64 80 đúng không ạ? Và USD CAD thì có chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? cái kịch bản sau khi mà phá vỡ khỏi cái nền giá sideways rất là lâu như này, chúng ta nhận thấy giá tăng rất là mạnh và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh hơn nữa để hướng đến cái khu vực kháng cự cũ là 1.3870 hay 1.39 phía bên, bên trên này. đô la Úc cũng tương tự như thế, có thể sẽ hướng về cái khu vực đáy cũ bên dưới là 0.63. Đô la New Zealand thì chúng ta sẽ bán hướng về cái khu vực 0. 58 đúng không ạ? Uh, thị trường vàng thì sao chúng ta nhận thấy rằng là vàng đã không nhận được nhiều cái sự hỗ trợ đến từ cái tin tức địa chính trị vào cuối tuần đúng không ạ nhưng tuy nhiên thì lập luận hay là quan điểm của mình đối với thị trường vàng vẫn chưa có bất cứ cái sự thay đổi nào thông tin tác động từ cái ấy, sự kiện trung đông vừa rồi á nếu có chỉ theo cái chiều hướng là tiêu là tích cực đối với thị trường vàng mà thôi tức là tức là gì ạ Mặc dù rằng là một đồng đô la Mỹ có thể vẫn sẽ mạnh lên trong tương lai Nhưng thị trường vàng thậm chí sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa đúng không ạ Đặc biệt là hiện tại chúng ta nhận thấy vàng đang quay trở lại Retest trở lại cái khu vực uh, đáy cũ là 2340 điểm Đúng không 2340 điểm Đụng vào cái đường trendline support cái đường hỗ trợ rất là rõ Cho nên kịch bản này ấy, thì gợi ý cho cái chiến lược là chúng ta sẽ tiếp tục mua lên Hướng về khu vực đỉnh cũ 2400 điểm Với stop loss đặt bên dưới đường trendline này Tức là bên dưới cái cây nến đỏ chạm vào cái đường trên làm cho ta thấy đây tức là mức giá đâu đó lanh quanh khoảng 2.330 điểm đúng không ạ nếu stop loss thì khá là ngắn nhưng nếu TP chúng ta thậm chí kỳ vọng sẽ tiếp tục breakout out khu vực 2004 để hướng đến những cái mức giá cao hơn nữa nha chỉ số chứng khoán S&P 500 thì mọi người nhận thấy rằng là định hướng về việc S&P 500 tiếp tục giảm nó rất là đúng vào cái ngày thứ sáu khi mà chỉ số này tiếp tục giảm trở lại hướng về cái biên bên dưới của cái kênh xu hướng giảm. Theo như đánh giá cá nhân của mình thì có thể S&P 500 sẽ còn tiếp tục chịu cái áp lực hơn nữa trong cái bối cảnh cái tin tức đến từ cái Trung Đông cũng như là cái quan điểm về cái chính sách tiền tệ có thể sẽ còn cứng rắn nhiều hơn nữa của cái cục dự trữ liên bang đúng không ạ? Sẽ tạo cái áp lực cho thị trường định giá trở lại cái chỉ số S&P 500 này khi mà người ta thấy rằng là lãi suất thị trường sẽ còn neo ở cái mức cao trong thời gian lâu hơn đúng không ạ và cái kênh này sẽ là cái kênh đóng cái vai trò tiếp tục dẫn dắt cho cái chỉ số này theo chiều hướng đi xuống trong những cái ngày tới đây